Bạn có bao giờ thắc mắc rằng ngày 20 tháng 10 là ngày gì? Tại sao nó lại được gọi là ngày phụ nữ Việt Nam không? Video này sẽ nói cho bạn biết. Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, kỷ niệm ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể người phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đó chính là ngày mà Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được ra đời. Ngày 20 tháng 10 năm 1930 đã đánh dấu bước chân đầu tiên của người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền, xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước và các đoàn thể quần chúng nhân dân. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là một ngày kỷ niệm tôn vinh phụ nữ, lấy tên là ngày Phụ nữ Việt Nam.